Hello, xin chào, tao là Mạnh Nhất, shop điện tử công nghệ cao Hotline 0865 618 226. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây có hỗ trợ 6 đèn ngoại qua ban đêm. Và điểm đặc biệt của cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này là sử dụng nguồn điện trực tiếp bạn nhé. Và mẫu này có tên là S680 Plus. Đó thì đây là cái mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ S680 này. Đó, mắt camera siêu nhỏ nhé. Bên cạnh mắt camera sẽ là 6 led ngoại nhé. Nó được lỗ 11 đoạn dây dù này. Đó, mà cái mẫu này sử dụng nguồn điện trực tiếp và các bạn có thể là quay trực tiếp 24/24 nhé, nó không bị gián đoạn. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ không dây có hỗ trợ 6 led hồng ngoại qua ban đêm có mã là S680 Plus này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Minh Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh cho Minh Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại, rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S680 Plus này thì nó cũng đơn giản như những dòng camera CV99 này cũng như camera V100 thôi. Đều sử dụng ứng dụng là lắp cam để xem. Đó, và cái mẫu này nó sẽ không có pin nhé. Sử dụng thì các bạn sẽ cần phải cắm nguồn điện trực tiếp vào mới dùng được. Đó, và đặc điểm là nó rất là tiện khi mà các bạn cắm điện trực tiếp vào, thì ví dụ như khi mà các bạn đi xa nó thì nó sẽ quay 24/24 luôn và nó không bị gián đoạn như những dòng camera dùng pin. Khi mà hết pin bạn sẽ cần phải cắm sạc pin nhé. Đó thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera siêu nhỏ S680 Plus này và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là phần mắt camera này, bên cạnh mắt camera sẽ là 6 led hồng ngoại hỗ trợ các bạn quay ban đêm nhé. Đó, một đoạn dây dù khoảng tầm độ 20cm với thân camera. Đó thì phần trên mặt thân camera đây thì sẽ có những nút này. Đó, lúc ngoài cùng đây sẽ là nút reset nhé. Thì khi mà cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém thì các bạn sẽ dí lên mặt nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. Đó, và tiếp theo thì cái công tác bật mở on off đây thì mình đã mặc định để cho các bạn là on rồi. Bởi vì là mình sử dụng nguồn điện là 220V nên là mình sẽ bật công tác mặc định sang on nhé. Đây sẽ là cái chân cắm sạc này và dưới chân cắm sạc đây sẽ là cái cắm thẻ nhớ. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào nhé. Đây. Sau đó đây sẽ là cái dây cấp nguồn này thì khi mà các bạn mua hàng thì mình sẽ để chờ các bạn là 2 dây như này. Đó. Mình chỉ cần đấu vào được thôi. Đây mình sẽ đấu lại nhé. Các bạn chỉ cần đấu lại dây là được các bạn nhé. Này. Mẫu này bị tuột dây rồi. Đó. Bởi vì là cái dây này nó hơi bé. Đây mình sẽ đấu lại nha. Đây mình sẽ xoay chặt mà. Sau đó mình sẽ đấu vào cái đấu vào thôi. Sau đó bạn sẽ đóng cái nắp vào. Nói chung là đấu này thì nó là nguồn điện xoay chiều nữa, nên các bạn đấu như nào cũng được. Đây mình sẽ xoay vào. Rồi mình sẽ cắm nguồn điện nha. Mình sẽ cắm vào cái nguồn điện 220 này. Đó, thì khi mà mình cắm nguồn điện như này thì camera đang hoạt động bạn nhé. Nó sẽ sáng với đèn màu đỏ bên trong như này là camera đang hoạt động. Đó, và tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ S680 Plus này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lắp cam nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì bạn sẽ vào cái mã App Store để tải. Còn bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo và Vivo thì các bạn sẽ vào cái mã Sapa Play để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là lắp cam về điện thoại rồi. Tiếp theo bạn hãy chọn vào mục là cài đặt điện thoại này. Cài đặt điện thoại nhé. Các bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Hơi bị đơ. Chọn một wifi này. Đó, các bạn chọn một wifi nhé. Thì cái camera siêu nhỏ S680 Plus này sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi nhé. Các bạn thấy đợi một chút này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi. Các bạn sẽ đợi khoảng độ 15 đến 20 giây nhé. Đây, camera sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi có chữ F đằng trước thì các bạn sẽ kết nối wifi đó vào. Đó, khi các bạn đã kết nối xong được bạn sẽ thoát ra ngoài và các bạn sẽ vào trong ứng dụng là lắp cam các bạn vừa tải ra. Đây, các bạn chọn vào mục là cancel cho mình nhé.
Đó thì nhiều cái máy điện thoại đời Android nó sẽ bị đẩy wifi thì bạn chỉ cần tắt wifi đi. À, tắt cái 3G điện thoại các bạn đi. Đó, này, tắt 3G điện thoại đi như này. Đó, các bạn chọn lấy tay giữa mình các bạn vuốt xuống thì các bạn thấy nó sẽ hiện chữ là đi bao online màu xanh như này nhá. Thì bạn ấy chọn vào mục là cancel để xem nhé. Đó, đây là chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera siêu nhỏ S680 Plus nhé, rất là nét luôn. Đây mình soi chữ bạn xem. Đó, điện tử công nghệ cao này, điện thoại Zalo 0865618226 nhé, rất là nét luôn. Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn hãy chọn mình cái loa này. Alo. À, mình sẽ cho to tiếng này. Alo. Alo. À, cái tiếng vọng âm như vậy là khi mà cam và điện thoại của mình đang gần nhau nên là nó sẽ bị vọng âm nhé, và nó sẽ bị tiếng réo như vậy, xung đột sóng ấy. Thì còn khi mà bạn đã ở xa rồi thì nghe chất lượng âm thanh rất là ok. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh màn hình thì bạn hãy chọn bài máy chụp ảnh đây. Đó, sẽ là chụp ảnh màn hình này. Đó. Đó. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì bạn hãy chọn vào bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video nhé. 2 giây, 3 giây, 4 giây. Đó, bây các bạn muốn lưu lại đoạn video này thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Lockcam. Tiếp theo thì hai anh tam giác này sẽ là đảo chiều nhảy sang trái sang phải đây, đảo chiều lên trên xuống dưới này. Đó, khi cam các bạn quay ở một góc mà nó bị ngược chiều nhảy thì các bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà nhảy bạn quay đã thuận chiều như này rồi, các bạn cứ để nguyên vậy thôi. Đó, và tiếp theo thì chế độ in mặt trời đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của nhảy nhé. Các bạn thể là cho ánh sáng cao lên này. Đó, và là các bạn thể là giảm ánh sáng đi, cho ánh sáng thấp đi. Đây, mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đây, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu này, các bạn có thể cho màu đậm lên này, hoặc là các bạn có thể là giảm màu đi, cho màu nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng nhé. Đây, tiếp theo thì chế độ mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm nhé. Chỉ khi mà các bạn kích hoạt cái chế độ ban đêm này lên thì ảnh sẽ trở về đen trắng, và phạm vi mà các bạn có ban đêm này là khoảng 10 mét ban đêm nhé, đó là rất là xa. Và khi mà các bạn quay ban đêm thì mắt camera sẽ không bắt ánh sáng gì hết, hoặc nó hồng ngoại là ngoại đen nhé. Đó. Các bạn muốn tắt chế độ ban đêm đi thì bạn chỉ cần kích một lần nữa thôi là tự động hình ảnh sẽ trở về ban ngày và sẽ có màu như bình thường. Đó, và tiếp theo thì chế độ 1080, chế độ 4K đây thì bạn chọn cái độ phân giải nhá. Thì độ phân giải đây nó sẽ có chế độ là 1080 này, 2K và 4K. Đó thì các bạn chọn bao nhiêu bạn chọn nhé, nhưng mình chọn là 4K này. Thì khi mà các bạn chọn độ phân giải 4K thì chất lượng ảnh rất là ok nhá. Đây, cam đi chuẩn từ đâu hình ảnh tới từ đó. Và hình ảnh nó quay rất là nét luôn bạn nhé. Đó. Đó thì bây giờ mình đã test cho mọi người cái chất lượng ảnh thực tế của chiếc camera siêu nhỏ có mã là S680 Plus. Tiếp theo là mình sẽ làm cái đặc trưng ở trong ứng dụng là Lockcam và sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái cách sử dụng một số cái cài đặt cơ bản nhé. Các bạn ấy chọn vào mục đặt cài đặt này. Đó thì mục Modify Device Password này sẽ là giúp bạn thân là đổi mật khẩu của cam. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào mục là Password ở đây. Đó, các bạn sẽ nhập ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó, lưu password bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới vào. Confirm là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi mật khẩu của cam nhé. Đó. Tiếp theo sẽ là mục SDK Setting này, sẽ là mục giúp bạn thân là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là Auto Decode nhé. Thì khi mà các bạn kích hoạt mục Auto Decode này lên thì chỉ cần chiếc camera S680 Plus này các bạn cắm vào nguồn điện thôi là camera sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ các bạn là 24/24. Cũng như là Alarm Decode sẽ là một cái hình khi có chuyển động nhé, là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Còn khi mà không có người di chuyển có mắt cam thì cam nó sẽ không lưu. Đó, mục video duration là bạn hãy chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn lưu vào. Đó thì ở đây sẽ có 4 chế độ độ dài nhé, 3, 5, 10, 30 phút. Ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút đi, thì bây giờ đủ 5 phút thì cam sẽ tự động lưu một đoạn video là 5 phút một file vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Còn các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy thôi. Tổng đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam này. Thì bây giờ mình đã gắn một chiếc thẻ nhớ là 32GB vào bên trong. Thì ở đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ là 29808MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam khi mà các bạn lưu video vào, còn thừa bao nhiêu thì xem bên dưới này nhé. Đó, format đây sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn vào mục là Cancel nhé. Tiếp theo sẽ là mục Wi-Fi setting nhé. Thì trong Wi-Fi setting này thì cái camera siêu nhỏ S680 và lúc này nó sẽ tìm ra cho các bạn những Wi-Fi xung quanh để kết nối xem từ xa.
Thì các bạn đã gắn chiếc camera siêu nhỏ S680 này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Và tiếp theo bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu thôi. Đó, rồi bạn kích OK là điện thoại của các bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera siêu nhỏ của mã là S680 Plus. Và mẫu này sử dụng nguồn điện trực tiếp là 220V để quay. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào mọi người ở những video clip sau.